Vâng, và bạn thân ngôn TJD xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể khách quý đã và đang xem video. Rất biết ơn và vinh dự khi hôm nay chúng ta lại được gặp nhau và cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng cùng TJD trong chặng đường suốt hơn 20 năm qua. Trong video này thì vàng thành ngôn TJD sẽ mang đến cho các chị đẹp của chúng ta 18 mẫu nhẫn vàng ta nữ mới nhất hiện tại ở TJD. Ok, và giờ chúng ta sẽ đến với mẫu đầu tiên. Có khối lượng là 2,55 chỉ, là nhẫn nai. Ok, nai ở đây là chú nai, con nai đó cả nha, nai vàng ngơ ngác giẫm nát gì đó mình không biết nha. Ok, là vàng 980 nha. Và ở đây chúng ta sẽ thấy đây là một chiếc nhẫn phong thủy, không đơn giản là chỉ là nhẫn nai đâu. Ở đây sẽ có một chú nai dễ thương và ngây thơ đang trong tư thế nghỉ ngơi, nhìn rất là lạc quan, ung dung, thư thái. Và ở trên sẽ có những cái lấm chấm cát chạm khắc, nhìn rất là lấp lánh luôn. Ok, và cái vòng đeo của chúng ta sẽ là một cái vòng kim tiền phong thủy đây. Đó, kim tiền phong thủy ha, mang đến tài lộc cho gia chủ. Rồi, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Cái này thì nó vừa ngon út của mình ha. Đây. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với mẫu số 2. Khối lượng là 1,192 chỉ, gọi là nhẫn bướm, cũng là vàng 980. Mẫu này thì viền đeo khá là đơn giản, nổi bật cho chúng ta là hình con bướm ở ngay phía trước. Đây, được chạm khắc lấp lánh rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Mẫu này thì nó nhỏ ha. Ok, mình đeo vừa cái ngón út, tại cái tay mình tay nam thì nó to. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 3 nha cả nhà. Nhẫn ngọc cam có khối lượng là 1,06 chỉ và là vàng 980. Mẫu này thì chúng ta thấy là viền đeo á, nó cũng không có gì đặc biệt ha. Nhưng mà cái mẫu nhẫn này nó hơi cao. Phía bên cạnh của chúng ta thì sẽ có một hình một cái bông hoa. Đây, để mình lấy nét cho cả nhà chúng ta xem. Đó, một cái bông hoa và có ba cái lá chỉ theo ba hướng. Ok. Đây, cái đế ở bên dưới của chúng ta nó rộng như thế này. Đó, rộng như vậy. Rồi, hai bên giống nhau. Điểm đặc biệt của chiếc nhẫn này nằm ở mặt trước, viền theo kiểu hình nếu mà nó hình tròn thì thật sự nó cũng không quá tròn ha, nó kiểu hình trứng gà. Đó, và chúng ta thấy là có cái viền chạm khắc ở bên ngoài. Và nổi bật nhất là cái viên ngọc đỏ nằm ở ngay chính giữa, được giác rất là lấp lánh luôn. Nên mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Rồi, chúng ta sẽ đến với mẫu số 3. Là nhẫn lật có khối lượng là 1,064 chỉ, là vàng 980. Lật thì thông thường nó sẽ là lắc tay hoặc là dây chuyền. Tuy nhiên bây giờ nó cách điệu lên chiếc nhẫn như thế này luôn. Viền đeo thì trơn nha cả nhà, không có gì đặc biệt. Chủ yếu của chúng ta là cái đây này, viền trơn ha. Chủ yếu của chúng ta là cái mặt, một cái đoạn mặt trước như thế này. Nó là một cái dây chuyền lật, để mình lấy nét lại cho ha. Đó, cái dây chuyền lật như thế. Và cái kiểu lật này nó một bên là bên giác, một bên là lấm chấm cát ha. Kiểu cát cũng khá là đẹp. Rồi, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 5. Là nhẫn túi tiền có khối lượng là 6,12 phân. Và đây là vàng 4 số 9 hay gọi là vàng 24K nha cả nhà. Chúng ta sẽ thấy là nhẫn túi tiền này nó sẽ có một cái túi tiền to như thế này ở phía trước. Nhẫn nó hơi nhỏ nên sẽ hơi khó lấy nét một xíu, cả nhà chúng ta thông cảm nha. Mình sẽ dùng tay mình che lại cho nó dễ lấy nét. Đây. Đó, một cái túi tiền như thế. Bên trong túi tiền chúng ta sẽ có chữ tài ha. Còn lại thì cái viền đeo nó trơn theo kiểu hình chữ V cách điệu đi xuống nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 6. Mẫu số 6 của chúng ta thì là nhẫn hoa mai 3 tầng, có khối lượng là 2,4 chỉ và là vàng 980.
Mẫu này thì chúng ta sẽ thấy là nó thiết kế thêm một cái kiểu mới ở đây, đó là nó giác lấp lánh hơn so với những cái kiểu trước đó. Đây, chúng ta thấy này, những cái giác của nó lấp lánh hơn, có 3 tầng hoa từ to tới nhỏ theo cái thứ tự là dưới lên ha. Rồi, viền đeo của chúng ta thì sẽ có một cái cánh lá uống. Đây, chúng ta thấy này, có cánh lá uống này bên dưới đó, một cái cánh lá uống, và ở bên dưới sẽ có ba cái đường khắc chạm tạo nên cái sự lấp lánh cho người đeo ha. Mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 7. Mẫu số 7 của chúng ta là nhẫn đồng tiền phong thủy, có khối lượng là 1,286 chỉ và là vàng 980. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái đồng tiền. Đây, điểm nổi bật nhất của chiếc nhẫn này là có cái đồng tiền ở ngay chính giữa, đồng tiền cổ rất là to ha. Và viền đeo của chúng ta thì là những cái đồng kim tiền phong thủy mang đến tài lộc cho gia chủ ha. Ở trên cái đồng tiền này thì cái nền là cái nền gọi là nền giống nền đá, và chúng ta sẽ có những cái chữ phúc lộc tài thọ luôn, tuyệt vời. Mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Ok, rồi chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 8. Nhẫn kiểu cách điệu hình mũi tên, có khối lượng là 1,58 chỉ và là vàng 980 luôn. Viền đeo của chúng ta thì sẽ không có gì đặc biệt ở ngay cạnh lên này nè, cái cạnh gần cái chỗ chạm khắc á, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái chòi ba lá lớn lên hai bên giống nhau nha. Rồi, và cái điểm đặc biệt nhất của chiếc nhẫn này chúng ta sẽ thấy là có cái thiết kế nhìn nó khá là công phu và bắt mắt. Nói chung cái kết cấu khá là phức tạp ha. Và cái kết cấu này nó tạo nên một sự độc đáo, đẹp lạ. Thêm nữa là nó thu hút và lấp lánh, bắt mắt khi mà chúng ta đeo ha. Rồi, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 9, gọi là nhẫn MO, có khối lượng là 9,43 phân và là vàng 980, được thiết kế theo một cái kiểu vòm. Và điểm đặc biệt của chiếc nhẫn này nằm ở cái vòm phía trước như thế này. Đây, và chúng ta thấy được là nó có những cái gọi là những cái hình vuông, nó zigzag với nhau theo kiểu là một cái hình vuông là hình vuông chạm khắc, và một cái hình vuông là cái hình vuông chấm cát, nhìn khá là độc đáo. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 10 là nhẫn lật. Vậy là mình lấy bị trùng rồi cả nhà. Nhưng mà để mình coi cái mẫu nhẫn lật này. Nhẫn lật này bự hơn nha. Có khối lượng 1,644 chỉ và là vàng 980 luôn. Nó giống như cái mẫu nhẫn lật hồi nãy mình đưa cho cả nhà xem. Tuy nhiên là nó bự hơn. Nó lớn hơn nó lớn hơn gọi là nửa chỉ á. Đây nè. Thấy một cái bự và một cái nhỏ. Ok. Rồi, mình sẽ lên cho chúng ta tiếp tục là mẫu số 11. Cũng là nhẫn bướm cách điệu 8,34 phân. Nhưng mà cái kiểu bướm này thì nó là một cái kiểu khác ha. Đây, điểm nổi bật nằm ở ngay phía trước của chúng ta, hình ấn bướm, khác với cái mẫu lúc đầu mình đưa cho cả nhà chúng ta xem. Tùy vào cái sở thích của các chị đẹp mà chúng ta sẽ lựa cái kiểu nào ha. Mỗi người sẽ có thích một cái kiểu khác nhau. Mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Đây, ok. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 12. Đây là nhẫn thỏi vàng tài, gọi là nó có chữ tài ở trên cái thỏi vàng đó cả nhà. Có khối lượng là 1,46 chỉ và là vàng 980. Chiếc nhẫn này thì viền đeo của chúng ta sẽ được cấu thành từ những cái đồng kim tiền phong thủy mang đến tài lộc cho gia chủ. Đó, còn phía trước của chúng ta sẽ có một cái thỏi vàng. Gọi là đeo cái này thì gọi là phát tài đó cả nhà. Đây, chúng ta thấy cái chữ tài nó nằm ở trên cái thỏi vàng không ạ? Đó. Ok. Rồi, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem.
Ok, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 13. Nhẫn mèo có khối lượng là 5,34 phân, và đây là vàng 4 số 9 nha cả nhà, là vàng 24K đó, có thể gọi là nhẫn mèo tài nha. Đây, tuổi mèo mà chúng ta nên đeo cái nhẫn này cũng khá là hợp. Cái viền đeo nó nhỏ ha, rất là dễ thương, chú mèo cũng rất dễ thương nữa. Chú mèo nhỏ xinh dễ thương lắm. Đây mình lấy nét cho cả nhà chúng ta xem, đang cười nè, hí hả hí hởn, đang gọi là tươi cười chào đón tài lộc về đó cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 14. Nhẫn hồ ly có khối lượng là 7,42 phân và đây là vàng 4 số 9 hay gọi là vàng 24K. Đây, các chị em nào mà chúng ta ưa thích cái phong cách hơi nghịch một xíu, hơi nghịch ngợm phong cách hồ ly. Hồ ly nổi tiếng rất là xinh đẹp và quyến rũ ha. Chị nào thích xinh đẹp quyến rũ đeo cái này tuyệt vời. Mình sẽ đeo thử cho các chị đẹp chúng ta xem nha. Đây, cái viền đeo thì nó khá là nhỏ gọn nhẹ ha. Chiếc nhẫn này chỉ có khối lượng 7,42 phân nên là cũng nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 15. Nhẫn yên ngựa cẩm thạch có khối lượng là 9,16 phân và là vàng 980. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có một cái ngọc cẩm thạch ở phía trên như thế này. Đó, và nó là cái kiểu hình yên ngựa ha. Đây này, kiểu hình yên ngựa. Ở bên dưới chúng ta có những cái viền tròn nổi lên, được chạm khắc cũng khá là đẹp. Hai bên thì như nhau nha. Chủ yếu sự nổi bật của chiếc nhẫn này ở cái viên đá cẩm thạch ở phía trên. Rồi, cái vòng đeo thì nó trơn thôi. Mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 16. Mẫu kim tiền gọi là chữ phúc có khối lượng là 9,14 phân và là vàng 980. Thì khác với các mẫu khác thì chúng ta sẽ thấy là cái viền đeo của chiếc nhẫn này cũng được làm từ những đồng kim tiền, nhưng mà nó sẽ không toàn bộ, tại vì một cái đoạn ngắn ở bên dưới đáy của chúng ta sẽ là trơn đó. Và cái điểm hay của nó là từ trên này cái đồng kim tiền nó đi xuống là nó sẽ nhỏ cái đồng kim tiền dần, nó nhỏ dần cái đồng kim tiền nhỏ xíu ở dưới ha. Đó cả nhà. Rồi, mặt trước của chúng ta sẽ là một cái hình đồng tiền tròn được giác ở bên ngoài lấp lánh, với cái nền tròn ở bên trong là nền cát và có một cái chữ phúc mang đến phong thủy và tài lộc cho gia chủ ha. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 17. Đó là nhẫn Chanel, là vàng 4 số 9 nha cả nhà, 6,48 phân hay còn gọi là vàng 24K. Viền đeo thì viền đeo trơn, được cách điệu chỉa thành 3 viền. Đây chúng ta thấy nè, cách điệu chỉa thành 3 viền lên đó, và nằm chính giữa của chúng ta là chữ Chanel. Đây, mấy chị nào mà mê thương hiệu Chanel thì phải lụm ngay chiếc nhẫn này thôi chứ chần chừ gì nữa. Chiếc nhẫn Chanel bằng vàng. Ok, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem nha. Đây, rồi chúng ta sẽ đến với mẫu cuối cùng, và là mẫu mà mình cảm thấy là hơi mới lạ. Có khối lượng là 1,757 chỉ, gọi là nhẫn kim tiền 2 vòng, là vàng 980 luôn nha cả nhà. Đây, sự đặc biệt của nó đơn giản là chúng ta sẽ làm một chiếc nhẫn gọi là vòng kim tiền đôi, hai vòng nối lại với nhau như thế này, mang đến phong thủy và tài lộc cho gia chủ ha. Đây, gọi là bình thường đeo kim tiền là đã phát tài rồi, gọi là đã phát tài x2 luôn, phát tài gấp đôi, phát tài đứt bộ. Ok, rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi và xem video. Cả nhà chúng ta muốn xem nhiều mẫu hơn nữa thì chúng ta hãy liên hệ hotline ngay bên dưới góc màn hình, hoặc chúng ta truy cập website tjd.vn để chúng ta có thể xem nhiều mẫu nhất, hoặc chúng ta có thể đến trực tiếp bàn Thành Ngôn TJD 2 chi nhánh tại Biên Hòa Đồng Nai để xem trực tiếp, xem thoải mái cả nhà. Mình thích thì mình mua, mình không thích thì mình về mình lựa thêm, hay mình có thể theo ý của mình đặt theo ý của mình, hoặc mình đi tiệm khác. Ok, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà.